Được thành lập từ tháng 10 năm 1930, chi bộ Ngọc Lập, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào là chi bộ cộng sản ra đời sớm thứ hai của tỉnh Hưng Yên. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, đảng bộ phường Phùng Trí Kiên luôn xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đề ra và thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, phong trào cách mạng ở phường Phùng Trí Kiên phát triển mạnh mẽ, Tháng 10 năm 1930, tổ chức cộng sản đầu tiên của thị xã Mỹ Hào được thành lập tại tổ dân phố Ngọc Lập. Đó cũng là địa bàn hoạt động và là nơi nuôi dấu cán bộ cấp cao của xứ ủy Bắc Kỳ và của tỉnh. Cái Số đảng viên này sau khi đó thì là phân tán đi các nơi để hoạt động. Những cái đầu quyền kháng chiến, cơ sở chú ngụ che uh, giấu cán bộ là ở đây. Năm 1946 tri bộ đảng độc lập phường vùng trí kiên được thành lập dưới sự lãnh đạo của tri bộ đảng nhân dân và lực lượng vũ trang đã đánh gần 200 trận diệt gần 500 tiên địch trải qua những dấu mốc thăng trầm của lịch sử bước vào thời kỳ đổi mới đảng bộ và nhân dân phường vùng trí kiên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế xã hội chỉ tính riêng năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt trên 410 tỷ đồng, tăng trên 17% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đạt trên 69 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,93%. Trên 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tại việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương, góp phần cùng với xã và thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy truyền thống của quê hương, văn hiến anh hùng cách mạng, có chi bộ đảng đầu tiên của thị xã Mỹ Hào là chi bộ thứ hai của đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Trong tháng tới chúng tôi sẽ tập trung cao cho việc tổ chức đại hội đảng, đại hội các chi bộ và thực hiện tốt đề án số 10 của tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là tổ dân phố. Tổ dân phố Ngọc Lập nói riêng và phường Phùng Chí Kiên nói chung giờ đây đã mang diện mạo mới. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên từng nẻo đường, từng ngôi nhà khang trang cờ Tổ quốc phất phới tung bay. Niềm hân hoan hôm nay sẽ là động lực để người dân nơi đây, đây giữ vững và nâng chất lượng cuộc sống mới trong tương lai.